nâng nâng cái máy lên tí không mà... Nhất là dành cho soi tai cho chị đây. Em cực thích luôn nhá. Khoan từ nhá. Không nhìn được. À đây, đây, ok. Hôm trước nhãn hàng đưa hai do cái. Do anh là rung nhiều quá hay sao ấy. Đâu. Sao lỗ tai gì thế? Bên ngoài đây. Từ từ nhá. Coi cẩn thận nhá. Khám phá lỗ tai là của. Nói chung là cũng sao đâu. Tại vì đắng cay ngọt mùi thì cái lỗ tai này cũng nghe quá là nhiều rồi. Nên là bây giờ đó nó có xảy ra vấn đề gì thì cũng sao. Nó cũng sao. Đấy. Bao nhiêu đắng cay cuộc đời cũng nghe từ cái tai này ra rồi. Thế là bây giờ nó vấn đề gì thì cũng không sao đâu. Nó có đèn nó soi thẳng vào trong tai luôn là nhìn thấy thẳng bên trong có cái gì đấy. Đấy nhá. Ơ, tôi cần là anh nhìn đi. Đây đang nhìn đây. Ủa, thật đấy, bẩn này. Mới soi đây mà. Mới massage về soi tai mà. Ôi, bẩn đấy. Đấy, cái silicone mà cái đấy chưa. Nó sẽ đọc. Làm mềm chứ không phải là khi mà mọi người. Ui, gì đấy. Sướng không? Quay từ từ thôi cho các bạn xem kìa, bẩn thế. Máy bên trong nha, vào xuống. Ôi, đừng có vào nữa. Thôi bẩn rồi, ui bẩn thế. Thì thế mới gọi là review. Ui bẩn thế. Rồi, bao nhiêu slot đấy? 1.000 slot anh. 1.000 slot mọi người nha. Cái này ở trong nhà nó thật chứ ai cũng phải. Còn 500 thôi mọi người nha. Còn 500 là... Đây, cái này thay đầu thì đơn giản thôi. Thay đầu đơn giản lắm. Được rồi, kéo này. Rồi, cái này thay đầu cực kỳ đơn giản nha. Đây. Mọi người tháo ra, anh tháo ra. Đây. Anh cứ tút ra. Mỗi lần thay đầu là các bạn là chỉ cầm túm vào đây này. Đấy. Xoáy. Nó có cái chuẩn bị cho mọi người này. Cái này silicone mềm lắm. Mềm. Đó, lấy cái đầu kia này. Lấy cái đầu kia đây. Đây đầu này. Đấy, thay luôn. Đó, anh tút ra, vứt cái đấy đi. Rồi, bỏ cái này. Đó. Cho em thử. Cho nó... cái gì nhỉ? Đấy, cho vào. Gọi là cái gì nhỉ? Vệ sinh ấy. Vệ sinh... Lại xoáy. Nói cái gì ấy? Xoáy tay. Khi đại, mà đại, lấy đại. Người này qua người khác ấy nó đỡ mất vệ sinh đúng rồi à. Đỡ mất vệ sinh nhầm. Bây giờ để em để đây xong là anh chạy ra ngoài xem nó bắt sao nhá. Bây giờ lấy anh tải qua ngoài cổng đi, anh quay vlog đi. Lam Hoàng nhá, các bạn muốn lấy quay ở Lam Hoàng nghe nào. Không, anh quay vlog đi, anh giỏi mà. Anh đi xuống đi. Đâu, từ từ xem. Quay vlog anh phải quay vào mặt anh đi. Quay vào mặt anh, xoay ngược lại. Rồi anh đi, anh nói đi. Ok, hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tiền Nguyên, nó nén như này mà. Ở Châu Phi. Nó nén như này mà. Đi ra ngoài cửa nhá. Đúng rồi, đi đi. Đó. Vẫn bắt được sóng không? Nó nén lắm. Nó nén lắm các bạn ạ. Và giá hôm nay thì cực kỳ hời luôn. Và cái sản phẩm này 300 suất nữa thôi. Cái chất lượng ấy thì mọi người cứ yên tâm. Cứ yên tâm, khi mà mình test sản phẩm rồi, mình lên đây rồi thì mọi người cứ. Ủa anh thiệt đi thật kìa. Vẫn sắc nét nhở. Ô vẫn sắc nét. Nét mà. Đi xuống cái cầu thang này kìa. Mọi người mua nhanh nha. Đi xuống cái cầu thang này kìa. 117 k thôi. Em biết rồi. Ghi lại anh xem. Ở sau này có hướng dẫn hết nha mọi người ơi. Đây. Ở sau này có hướng dẫn hết này. Đấy. Ở sau này có hướng dẫn hết rồi thì mọi người cứ làm theo cái hướng dẫn này phía sau này thôi. Ô, sắc nét nhở? Sắc nét luôn mà. Được chưa? Được luôn, quá ok luôn. Này như gọi còn 200 suất đây không? Còn 200 suất nữa thôi mọi người nha. Giá hiện tại mọi người đang nhìn thấy là bao nhiêu đấy? 117. 117. À mà chụp ảnh lại được mà. Đây, giá niêm yết của nó là 499 cơ. Chụp ảnh lại được á, có chụp ảnh lắm. Có quay phim mà chụp ảnh lại mà. Có quay phim chụp ảnh. Đâu? Ở đây, ở trong app đây này. Ờ, chụp đi. Đây. Rồi. Anh cần kẻ nút chụp ảnh ra được. À, đây nhá. Nào. Đâu, anh cần gì vậy? Cho mình kia. Selfie được mà, selfie xong rồi lát cho mọi người xem. À, selfie gì? Đây này, bấm nhá. Đây, selfie nhá. Nào. Đây rồi, ok rồi. Rồi. Rồi, cho phép. Truy cập. Truy cập camera. Wow. Rồi, lưu ở đâu? Lưu ở từ xem làm nhá. Ở ảnh ấy. À, nó chụp lại cho mọi người nhá. Ờ, ảnh cho. Ơ, không phải, đi. Đây. Đây. Rồi, đấy. Đây nó có cái móc silicone ở trên đó mọi người kìa. Đấy, nó nén như này mà. Hay nhỉ. Vẫn thấy nét vậy nhờ. Nét nhờ, nét đấy. Ok, cái này là nó có cái móc silicone đó kìa, không phải là ảnh chụp. Anh đừng bày linh tinh. Không phải là ấy đâu nhá. Đấy. Cái này làm cái camera dùng kín được cái mà. Điều linh tinh ấy. Còn không có được bày đấy đâu. Còn 200 suất anh ơi. 200 suất được bày nha. Giá 100... Bao nhiêu rồi? Đâu rồi giá rồi? 499k, hôm nay chỉ còn 117k. Không, nhưng mà... Em bảo hành như nào em? Này à?
nó nét nhỉ. À có cả camera này. À không, cho kiểm tra trên tiền lệ ấy. Ê ê ê, dơ máy đồ kia. Con này từ soi. Không. Đau lắm. Kiểm tra không, đây không 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 lấy. Đây không lấy. Kiểm tra thôi. Chà, giờ mà một đống ở trong thì biết. Ờ, mình thì biết đấy. Đâu, bỏ gì xuống. Rồi, đây mặt nhật lệ đây này. Mọi người thấy chưa? Đây mặt nhật lệ này. Mọi người thấy chưa? Đó, mặt à. Ôi, ông nào cứ gửi gửi cái gì thế? À, lộc. À, lộc á? Thưa 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 tiên à? Tặng nốt rồi. Đây. Tí làm hai lưỡi lộc là được. Được, anh nhất trí. Thôi nhẹ nhẹ thế nha, đau nha. Không có lấy đâu. Không có gì nhỉ? Sao lỗ tay bé tí như thế? Bên này thì ánh sáng rồi. Thật đó. Được, anh được. Thật. Xoay bên đấy mà biết là ánh sáng. Nhưng mà không có gì nhỉ? Lâu không lấy cái tay sao lại không có gì? Rồi. Đây mọi người thấy chưa? Tay lại sạch. Đau ấy, có sâu vào. Không lấy. Bảo hành của cái ông này cứ sờ hay sao ấy? Bảo hành cho cả nhà mình 6 tháng không có cái gì thì sao mà đưa vào trong được? Sờ hay sao? Đưa đây đây đây. Đau đâu? Hả? Để điện thoại thấp quá kìa Hoàng nhỉ. Không, để thấp quá chẳng nhìn thấy. Không lấy được. Để mình nhìn đó. Đấy, rồi. Còn 78 suất mọi người nhá. 78 suất. Nhanh. Cái này kết nối bằng wifi thôi, cứ bật wifi lên. Wifi. Ừ. Ở trong cái này chích nhờ. Ở trong này người ta có cả hướng dẫn sử dụng mà. Có ở sau này đây. Không, ở sau này, ở sau này. Đừng có thúc, đừng có thúc nào, đi ra đi, cảnh ra đi. Điếc đấy. Sao đây? Anh lại ngỏ lời vào một bên. Cái này không đau nhá. Cái ly silicon làm sao mà đau. Đừng có chạm đâu, điếc đấy. Thì bây giờ đắng cay ngọt mùi ở trên xã hội này thì cũng nghe hết rồi. Bây giờ mất một tay cũng có sao đâu mà. Đúng không? Đây, giờ mà điếc thì bán hàng bán hàng livestream hét to lắm. Ô cái này thích nào. 50 suất cuối cùng mọi người ơi. 50 suất cuối cùng. Ô cái này ngừa tay soi thích lắm. Nhưng mà phải để ý nhìn nó kìa, cái này là chậm hơn ở trên kia đấy. Ừ. Chậm hơn trên live đấy. Các bạn nhà có trẻ em thì có cái này, lấy cái này thì đúng rất là tuyệt vời luôn. Tại vì cái silicone nó mềm lắm. Khi mà chạm đến cái mông nhì đúng nhỉ? Mông nhì. Mông nhì. Không phải mông nhì. Mông nhì. Mông nhì. Mông nhì là ăn đâu rồi. À đấy ạ. Nấm, một gì nấm. Cái mông nhì ấy. Thôi, tính ok. Sản phẩm này ok, tuyệt vời, duyệt. Tai lôi cả, à lôi đi rồi, về ngủ lôi rồi. Ngủ rồi, muộn rồi, cho lôi ngủ đi. Rồi tắt thì mọi người cứ tắt nguồn thôi. Rồi là bỏ vào hộp, cất cho đau đàng hoàng. Đấy, sau còn dùng tiếp mà. Sạc một lần dùng 3 tháng. Sạc một lần dùng 3 tháng. Quan bảo mà rẻ thật đấy. Quan trọng là khi mọi người mua sản phẩm về, mọi người phải cất không được vứt lung tung. Đấy, khi mà cần dùng thì phải đưa ra. Kim loại dùng loại đầu silicone mọi người hỏi. À đâu? À đây, đúng rồi, nó có cái sắt này đấy. Nhầm. Để con là dùng đầu rút này ra là kim loại này, rút này ra kim loại này. Đúng rồi, đúng. Rút cái silicone này ra là nó là kim loại này. Đúng rồi, nó vẫn có đầu thay kim loại này. Đâu? Đây này. Nó vẫn có đầu thay kim loại mọi người nhá. Tức là cái đắt tiền hơn thì có hai. Kim loại là người lớn, kim loại là người lớn nhá. Kim loại là người lớn, cái nhỏ. Nước anh còn bao nhiêu suất nữa? Còn 20 suất nữa thôi chị ơi. Còn 20 suất cuối cùng mọi người ơi. Qua mã gì nhỉ? Qua mã gì? Qua tất nhá. Tất.